Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 51. Nhưng Đức đọc một công đoạn để chúng ta học tập, quý vị. Đại sư Thiện Đạo nói rằng nguyên nhân Đức Như Lai ra đời chỉ để nói bản nguyện của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đời năm Ác Trược nói pháp 49 năm. Điều quan trọng nhất là dạy chúng ta niệm một câu Phật hiệu, giới thiệu cho chúng ta pháp môn tịnh độ thù thắng, có thể một đời thành tựu giải thoát sinh tử. Đây là một công đoạn mà Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà quá thăng ngày nêu lên. Ngài nêu lên rằng mục tiêu mà Đức Phật đi đến thế gian là để nói bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, để độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này của chúng ta. Nên chúng ta sinh trong thời mạt pháp này mà mình nghe tịnh độ mà tin tịnh độ thì đúng như lời Đức Phật đã dạy, thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Mình gặp tịnh độ mà tin tịnh độ giống như nhân duyên mình đã chín mùi, đến lúc để mình được thành tựu, có đường giải sanh. Nên mỗi một người chúng ta mỗi lần nghe những văn tự này là tăng thêm tín tâm, càng gây dựng tín nguyện chân thật niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Người niệm Phật cái tâm chân thật nó quan trọng lắm, quý vị. Cái tâm chân thật rất quan trọng. Mà chân thật cái gì? Chân thật niệm Phật đời này phải sanh cực lạc. Đây là cái chân thật đặc biệt nhất. Nếu như người chân thật niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc thì chắc chắn quý vị trong cái cuộc đời này không có bị trói buộc. Mình mà không chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc thì quý vị trong cõi đời này thế nào quý vị cũng bị trói buộc. Không bị trói buộc cái này cũng bị trói buộc cái khác. Mà mình bị những thứ trong cuộc đời này trói buộc thì bản thân quý vị khó thế nào giảng sanh. Còn nếu quý vị chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, nó nói là chân thành mới thanh tịnh. Cái tâm chân thành nó quan trọng đó quý vị. Chân thành niệm Phật, chữ Phật là chữ tình. Nên chúng ta chân thành niệm Phật là chân thành thanh tịnh. Cái tâm chân thành niệm Phật rồi quý vị sống trong cuộc đời này bình an lắm, vui lắm. Vì sao? Vì bị nhiệt tình hết mình, chân thành, chân thật. Những việc gì ý nghĩa, việc tốt, việc lợi ích cho người, chân thành, chân thật mà làm. Vì mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc, mình đi đến với cuộc đời này giống như diễn tuồng. Diễn những vai nào lợi ích cho mọi người thì mình hết lòng mình diễn. Diễn xong rồi thì mình đi. Chứ mình không có bị những thứ trong cái cuộc đời này trói buộc. Nếu như mình bị những thứ trong cuộc đời này trói buộc thì thua.
thì làm sao mà mình đi về thế giới cực lạc được? Vì nó trói buộc mình rồi. Cái danh cái lợi trong cuộc đời này nó như phù du ảo ảnh. Con người ta thường bị danh lợi buộc ràng. Thì trong cái danh lợi đó, nghi chỗ này lo chỗ nọ, sợ chỗ kia, đủ chuyện hết. Lo này nghi nọ sợ kia, đủ chuyện hết. Vì sao? Vì bị cái cõi đời này buộc ràng quý vị. Bị cõi đời này buộc ràng. Nên nghi này lo sợ cái kia, lo sợ mắc cái này, lo sợ mắc cái nọ, đủ chuyện. Vì sao? Vì bị cái cõi đời này buộc ràng quý vị. Nếu như chúng ta không bị cái cõi đời này buộc ràng thì chúng ta không cần lo sợ gì hết. Giống như ôi cô đó, lúc trước cô cũng phát cái tâm khi nhận thức làm những Phật sự, cô hộ trì với cái khoảng khả năng cô làm bao nhiêu đó, mà cô cúng từ từ, cứ từ 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 từ. Cô cũng chân thật cô cúng lắm. Đến khi kinh tế khó khăn, cô làm ăn không được, cô gặp những đứa, cô nói là con phát cái nguyện mà con làm thấy không được tròn vẹn, giờ con phải làm sao thầy? Những đức nói, cô nhớ kỹ, riêng đối với bản thân những đức là phàm tăng nè, mà không còn không có suy nghĩ cái việc con hứa. Nhưng việc hứa cái gì thì ấy, chứ hứa mấy cái chuyện đó khỏi cần hứa đi. Vì hứa thì hứa, những đức cũng không có quan trọng đến. Vì sao? Vì bản thân mình làm việc Phật pháp mà nếu mình trông cậy chờ người khác thì phiền não lắm. Mình làm việc Phật pháp thì tùy duyên à, cái gì có mình làm có thôi. Nên cô khỏi cần lo. Riêng bản thân những đức là phàm tăng mà những đức còn không cần nặng nề đặt lý do, hoặc là những đức nói rằng tại sao cô hứa mà không cúc, nên cô yên tâm. Những cái gì phát tâm thiện dù chưa làm nó cũng tốt, còn không đủ duyên thì thôi, đừng có quan tâm tới. Xong những đức nói thôi xí bùm bùm đi con, khỏi cần suy nghĩ đó. Nó vui vui. Riêng những đức mà còn có tâm diễn với Phật Bồ Tát, cô khỏi cần lo. Nên nhiều người nói rằng con phát nguyện với Phật Bồ Tát diện diện gì, rồi bây giờ con mà làm chưa được sợ Phật Bồ Tát quở con. Không có chuyện đó đâu quý vị. Phàm tăng hay những đức mà còn không quở người ta không chi, Phật Bồ Tát nào mà để ý tới chuyện đó làm gì? Có những người ta làm cái gì đó, người ta hứa người ta cạo đầu, xong cái người ta không cạo đầu, người ta sợ, người ta lo, đi hỏi người này người kia có sao không. Thì yên tâm đi, Phật Bồ Tát á chỉ dạy chúng ta quý vị đừng nên làm ác, đừng nên làm những việc ác, thường nghĩ những điều thiện. Đã không làm ác thì làm thiện. Có những người không làm ác người ta cũng không làm thiện. Nhưng quý vị nhớ kỹ, trong cuộc đời này chúng ta không làm ác thì chúng ta nghe đạo rất may mắn. Chúng ta làm được những gì tốt, gì thiện được thì chúng ta cố gắng làm. Cái thiện lớn nhất đó là niệm Phật. Cái thiện lớn nhất đó là niệm Phật, phải nhớ. Cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, hay dữ lắm. Thật sự quý vị rằng những đức ở trong cuộc đời này, càng làm việc trong Phật pháp, những đức mới nhìn được cái cuộc đời vô thường, cái cõi đời nhiều cái rối ren, nhiều việc, quá nhiều việc. Tự nhiên cái tâm muốn sanh cực lạc của mình nó càng ngày càng mạnh. Cái tâm càng muốn sanh cực lạc thì càng sống cái cuộc đời này mình nghĩ như là một tuồng hát. Thì thôi, mỗi người mình sống một cái giai nào thì mình diễn cái giai nấy cho thật là tốt. Thời gian diễn chừng nào thì tùy nó. Mình cứ diễn đúng giai của mình, diễn cho thật là tốt, diễn cho hết lòng hết dạ. Diễn làm sao mà trong tâm trạng mình nhập giai nhập cảnh mà mình không bị khổ đau phiền não gì hết. Tại vì mình nghĩ đó là giai diễn thôi. Nó giống như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngày đến cuộc đời này ngày diễn, từ khi sinh ra và đến khi nhập Niết Bàn gần 80 năm dưới cái cuộc đời này, để lại bao nhiêu cái kho tàng quý giá vì kinh giáo của Ngài để lại.
Còn chư tổ sư, mọi người cũng đến diễn một khoảng thời gian mấy mươi năm. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng đến diễn mấy chục năm. Hòa Thượng Hải Hiền cũng đến diễn mấy chục năm. Mỗi một người chúng ta đến diễn với cái cuộc đời này. Người đi tu diễn của cảnh giới đi tu. Người ngoài đời diễn cảnh giới vợ chồng, con cháu. Có những người diễn trong một gia đình của mình, hai ba người diễn mấy mươi năm cuộc đời, rồi diễn cái vô thường, diễn cái khổ đau. Từng đời ông bà cha mẹ mình đều đóng vai diễn. Từng đời chết đi, nếu như chúng ta là người học đạo, nhìn được những vai diễn của họ, mình thấy được vô thường, giả tạm. Vô thường giả tạo, tạo ra rồi cuối cùng không cầm theo được gì, phải vô thường không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông ngài nói bài kệ: mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình. Mãi mê trong cõi hư danh, đến khi đất gọi thì giật mình trắng tay. Chúng ta là mê quý vị à? Mê trong cõi hư danh này. Nên có cái câu kệ mà như thế cũng thường đọc: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng, chỉ là mộng mà thôi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền nghe nói một câu: niệm Phật cầu sanh cực lạc là thật, còn tất cả gì khác là giả. Nên có người chúng ta mãi mê trong cái cõi mộng này, lấy mộng cho là thật. Nó gọi là say mộng hay tỉnh mộng, chỉ là mộng mà thôi. Hiểu được rồi thì diễn giá gì trong cuộc đời cũng được, chỉ cần đừng hại người khác. Điều là diễn quý vị à. Nên mỗi người nhận thức được sâu sắc thì trong cuộc đời này chúng ta sẽ siêng năng tu nhân tích đức. Vì cái này là cái mình tạo theo, mình tạo mình cầm theo. Quý vị coi bao nhiêu người già nhận đức nuôi trong chùa, thấy rõ ràng đều có gia đình, đều có con cháu. Nhưng mỗi người là một hoàn cảnh, mỗi người có sự cống hiến khác nhau. Cuối cùng tới tuổi già rồi thì mỗi người đều có cái khổ của tuổi già. Nhân đức từng nói những người trẻ rằng: người già vì sao họ ưa khó tính? Nhân đức hỏi quý vị: lâu lâu quý vị đau bệnh cảm xúc một chút là quý vị đã thấy khó, thấy bực bội à? Cơ thể lâu lâu bệnh đau gì chút là thấy bực bội khó chịu, tính tình đã thay đổi. Không chi người già đi đứng nằm ngồi đều khó khăn, lưng còm chân mỏi, mắt mờ tai điếc. Họ khó khăn, họ bực bội. Nên mình nuôi người già mà mình không có thông cảm chỗ này thì làm sao mình nuôi người già được? Mấy mươi năm cuộc đời của họ cống hiến cho một gia đình, cho xã hội. Mỗi người có sự cống hiến khác nhau. Nhưng đến khi tuổi già của họ có khi cũng không được quan tâm, không được lo lắng. Nên những đức thường nói với các anh em trong chùa: việc làm này nó rất ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa. Một là trẻ em nuôi dạy, hai là người già dưỡng nuôi, hướng dẫn cho niệm Phật, chỉ cho một con đường đi về. Đây là một cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng. Nên mỗi một Phật tử đi đến chùa mình, quý vị đi một vòng thăm các cụ già, đi đến khu yếu,
thăm các cụ già, thấy đó mắt đó. Như mới đây có một bậc cụ, lúc trước có vị thầy cũng gỡ vào chùa, mấy năm nay bà cụ có mắt, có đúng đứa con gái một à. Mà bà này bà cũng không có nói chuyện mà bà nghe được. Đứa con gái sinh ra cũng không được lanh lẹ. Bữa làm đám cho bà cụ như nó có nói một câu: nếu như hoàn cảnh gì mà không gặp nhà chùa gì lo thì đúng là đời người cũng thê thảm. Thật sự cũng thê thảm. Trong chùa mình bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu con người khó khăn. Nên những đức nói rằng là nếu như chân thật mà phát tâm nuôi người già mà không gần gũi người già, không thông cảm cho tính của người già, không tha thứ cho họ, sao mà nuôi? Mà nuôi người già mà bây giờ nói chi cầu cái gì quý vị? Bao nhiêu con người vô người ta chăm lo cho người già. Nếu như quý vị vì danh lợi mà nuôi người già, ai chấp nhận vào đây để bỏ công không ra để làm cái việc thiện nguyện? Rồi suy nghĩ đi. Nếu như mình làm mà không đúng, làm mà không thật thì cũng bao nhiêu cặp mắt nhìn mình, quý vị có dối được không? Có dối được không? Không. Đã là nuôi con người, lo tới con người thì không có giả dối được. Mình giả dối thì người sống với mình người ta đều biết hết chứ. Nếu như mình vì danh lợi thì mọi người sống với mình người ta biết hết chứ. Phật tử đến chùa người ta cũng đi tìm hiểu. Tại sao chùa mình Phật tử về nhiều như vậy? Là vì người ta biết được cái nơi chốn bình an người ta tìm về. Những lời nói của mình dù không cháo chú, không được ngọt ngào, nhưng mà đó là những lời xuất phát bằng tận tấm lòng, bằng cả trái tim để nói ra. Chưa bao giờ tạo một áp lực gì cho Phật tử. Nên hàng Phật tử đến chùa mình đừng bao giờ nói một câu hứa hẹn gì mà nhà Đức nhớ. Nhất là việc cúng dường, quý vị đừng quan tâm đó. Có điều kiện thì cùng chung tay tu phước tu duyên, còn không có thì thôi, chúng ta cũng liệu cơm gấp đồ hũ. Rồi sống trong cuộc đời này, chúng ta mỗi một con người sống trong cuộc đời này, không ai mà không bị nói này nói kia nói nọ. Mỗi người là mỗi ý. Nên như Đức khuyên quý vị, cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật, đây là thiện phước lớn nhất mà quý vị cần áp dụng trong cuộc đời của mình. Tại vì cuộc đời vô thường lắm quý vị, sống nay chết mai, lay quay cuộc đời của người tới tuổi già. Nên nói là ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng hóa hư không. Nếu như con người mà nghe thật là Phật pháp, còn có tâm giải thoát, quý vị sống có khổ đâu quý vị, sống có buồn đâu, sống có nặng nề đâu. Vì sao? Vì cuộc sống quý vị ý nghĩa lắm. Một ngày sống của mình ý nghĩa lắm. Như Đức nói rằng sống lâu sống mau không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Cuộc đời có người có khi 100 năm cuộc đời người ta sống, mà 100 năm đó người ta chỉ biết người ta không làm được những việc gì đặc biệt trong cuộc đời này thì lối sống nó không ý nghĩa gì. Còn mình sống những ngày tháng ý nghĩa, sống những ngày tháng niệm niệm vì người thì cuộc sống này quá đặc biệt. Nếu như tuổi trẻ nhận thức được thì tự nhiên người ta rất mừng khi người ta được sống trong những hoàn cảnh như vậy. Xin thưa quý vị, con người thì không ai hoàn toàn thiện mà không ai hoàn toàn ác, đều có thiện và đều có ác. Nhưng mình là người học đạo thì càng ngày càng phát thiện nhiều, thiện tâm càng ngày càng phát nhiều thì ác tâm càng ngày càng
quá giải. Nếu như ác tâm càng ngày càng nhiều thì thiện tâm càng ngày càng mất đi. Con người chúng ta càng phát thiện, càng không buồn giận người để trong tâm, đem có vật hiệu để trong tâm thì tự tánh Phật mình hiển lộ. Còn nếu như mỗi ngày mình đem cái ác để trong tâm, cái ác mình trong tâm càng nhiều thì nó che lại, nó ngăn chặn lại cái tự tánh Phật, tự tánh thiện của mình phát ra. Nên mình mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật là cái tự tánh Phật mình nó phát triển ra. Nó sẽ giúp quý vị nhìn thấu được cuộc đời giả tạm. Mình không muốn hơn thua đấu đá gì trong cái cuộc đời này. Mỗi ngày mình sống có ý nghĩa, mình sống có lợi ích. Lúc nào cũng có việc làm, không có lúc nào rảnh nhé. Không có gì làm thì niệm A Di Đà Phật. Có việc làm cũng niệm được A Di Đà Phật. Người ta có thể bụng miệng mình không cho niệm Phật, nhưng người ta không có bụng cái tâm mình được đâu quý vị à. Nếu như mình nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc thì quý vị sẽ siêng niệm Phật. Nên trong tâm những đức á, phát động cái chương trình làm tượng Phật. Và chính bản thân những đức đã chăng thật là nhiều năm nay chăng thật làm tượng Phật, mong cho từng nhà có tượng Phật đều có thờ tượng Phật. Và những đức đã từng có cái nghĩ từng nhà có tượng Phật, từng nhà có thờ khóa tu. Vì mình có đi đến chùa tu giỏi cái nào thì thời gian ở nhà của mình cũng nhiều. Nên đem Phật Pháp áp dụng vào cái gia đình cho hàng Phật tử khắp nơi đó. Thì bây giờ tượng Phật nhà chùa mình phát động làm rất là nhiều. Mỗi tuần như vậy trung bình những đức tặng có khi 100 bộ tượng Tam Thánh, hơn 100 bộ. Tuần nào cũng vậy hết. Cứ làm hoài như vậy và lây quay tới Phật đản, chúng ta có 1000 bộ tượng Phật để tặng cho quý Phật tử. Như tuần này chủ nhật quý vị về đây cũng được thỉnh một bộ tượng Phật nhà chùa cúng dường cho quý vị. Về chỉ cần bật niệm Phật lễ Phật lên, tôn tượng Phật, niệm Phật lễ Phật phóng sanh là an vị Phật rồi. Gia đình có một ngôi tam bảo, có một cái sự trang nghiêm trong gia đình của mình, có một cái mặt tâm linh mà ai nhìn thấy hình tướng Phật cũng cảm thấy cung cung kính kính và phát thiện tâm. Nên quý vị được thỉnh tượng Phật mỗi tuần, và dịp lễ gì chùa được thỉnh tượng Phật, và nhà chùa những đức phát triển máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bóng sen, năng lượng niệm Phật rất nhiều. Quý vị sẵn dịp về chùa thì cũng đặt được máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng để phổ biến rộng khắp nơi nơi ra. Quý vị biết rằng là rất nhiều người nghe như đức giảng mà họ vui, họ cởi mở tâm tư, họ nhẹ nhàng tâm trí, là nhờ họ được nhắc suốt và tu tịnh độ, họ được bồi dưỡng bổ túc suốt luôn. Tuần này thứ bảy chủ nhật quý vị được đi đến đây tu, nghỉ lễ xuyên suốt thêm 3 ngày nữa. Thứ hai cũng được nghỉ. Thứ ba, thứ tư thì là 34, 1 tây tháng 5, 2 ngày nghỉ lễ nữa. Nên những đức tổ chức luôn phá tu cho quý vị tu tập. 30 tháng 4 chúng ta tu tập ở bên đạo tràng 3. Quý vị cố gắng sắp xếp thời gian để đến tu tập. Nguyện cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ và tất cả những người mắc chứa siêu thoát. Luôn luôn tổ chức khóa tu đều có cái tâm như vậy, gọi là âm siêu dương lợi. 1 tháng 5 thì là bữa thứ tư bên hộ pháp chúng ta, cũng là khóa tu buổi sáng cho quý vị. Khoảng 11 giờ trưa, 11 giờ mấy thì xong. Và ngay ngày 1 tây tháng 5 bên hộ pháp thì đúng như là hứa tặng khăn cho quý vị. Khăn đã có rồi, thì được tặng khăn cho quý vị, chuẩn bị 6000 cái khăn
để tặng cho quý Phật tử. Rồi 30 tháng 4 không Phật Phật đản chứ, thì những đức đã chuẩn bị 30.000 cái đèn bông sen, mấy chục ngàn cái khác và 1.000 bộ tượng Phật để tặng cho quý vị. Những đức mong rằng mình đến với cuộc đời này từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình chân thật mình làm. Tài thí thì chúng ta sanh ra đời nào cũng có phước báo đầy đủ. Mình có phước báo thì dễ hành đạo, có phước báo thì cuộc sống cũng tiện bề tu hành, có phước báo cũng dễ dàng cúng dường. Nên tài thí chân thật cố gắng làm, từ khi biết Phật pháp tới giờ nhiệt tình làm. Đúng rõ ràng trong nhà Phật dạy càng làm càng nhiều. Pháp thí nhiệt tình hết mình làm, ngày nào cũng chia sẻ Phật pháp. Phật dạy pháp thí thì thông minh trí tuệ. Những đứa cũng khuyên quý vị đem những bài giảng mở rộng ra chia sẻ khắp nơi đó, lập trang chia sẻ. Cứ quý vị lập trang phát triển mau nhất. Thí dụ như thầy thích những đức anh N, thầy thích những đức anh NV, thầy thích những đức cái chữ gì thêm chữ nữa, thì cái quan trọng là cái đầu tiên thầy thích những đức. Khi quý vị lập trang như vậy thì phát triển rất là mau. Đó nên đem Phật pháp chân thật mong lợi ích cho mọi người. Đa phần người ta nghe người ta được lợi ích rất là nhiều. Chỉ có 1-2 người họ không hiểu mình, họ nói này nói kia. Chứ đa phần số lượng người có đông, phần nhiều người ta đều rất thích, và người ta đều nói người ta được lợi ích rất là nhiều. Những điều này chúng ta phát tâm nhiệt tiệt tình hết mình mà làm, và chân thật từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, là phóng sanh ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người ăn chay, vì chính bản thân những đức ăn chay được lợi ích, nhiệt tình làm chỗ này, chân thật hết mình mà làm chỗ này. Nên mỗi một người gặp pháp môn tịnh độ này chân thật niệm Phật quý vị, hết lòng hết dạ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, dù bệnh đau ung thư bệnh gì đi chăng nữa hãy niệm Phật đi, phát tâm ăn chay trường. Gia đình của mình có đám cưới, đám giỗ, thầy tháng thôi nói cháu mình, hay gia đình có đám gì, nếu vị là người nghe đạo biết tu chân thật làm đồ chay đi, đại chay đi. Có ai tặng tiền gì, có một cái thùng lấy đó đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp tặng người luôn. Hay làm những việc mua gạo cho người nghèo, cứ chân thật làm đi. Nếu như quý vị mà làm được điều như vậy, như Đức nói cho quý vị nghe, cái phúc báo gia đình quý vị cực kỳ lớn. Chân thật đem vào pháp giới thiệu đi. Nên tài thí, pháp thí, vô ý thí, như Đức khuyên người làm, bản thân như Đức chân thật làm, nhiệt tình hết mình làm. Đồng tiền người ta cúng dường, như Đức chân thật làm, chúng ta cùng tu duyên tu phước, có người đứng ra làm. Nên hiểu rồi quý vị, sanh không mang đến, chết không mang đi, chân thật nhiệt tình hết mình mà sống với cuộc đời này có ý nghĩa. Và cái quan trọng đặc biệt nhất, chân thành niệm Phật. Đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh.